Dù mình là Sơn Đủ và đây lại một lần nữa là Buron đến từ kênh YouTube Buron. Thì lại một lần nữa hôm nay mình rủ Buron đến nhà mình để cùng xem những hình ảnh chỉ có thể có ở Việt Nam. Tôi mệt lắm các bạn à, tôi lặn lội đường xa tới đây để ổng cho tôi xem cái hình hài hước chỉ có ở Việt Nam, trong khi đó tôi có thể ở nhà và bực quay cùng ổng mà. Rồi, tôi đây. Mệt lắm chứ bộ. Rồi, đây. Anh biết em mệt thì là đây anh có chuẩn bị sẵn này, đây túi năng lượng Nuvi Power. Đấy, nói chung cái này là thạch, thạch thì mấy anh em mình là vừa ăn mà anh em mình vừa xem, được chưa? Cũng được, ok. Thay danh lần này. Thì đâu thì có hai vị sẵn là vị nho với cả vị xương lô mạch, thì em ăn cái gì? Anh chấm nho. Anh thì lô mạch. Đấy, ăn vào trật tự đi. Mẹ, ý kiến đi cỏ. Trước khi anh em mình xem thì chương trình hôm nay sẽ có một cái nó khác với bữa trước. Khi mà mình mua thùng Nuvi 110ml á, hoặc là một chai 80ml thì sẽ được tặng một cái túi sticker. Đó, mỗi túi này có 4 miếng sticker này các bạn. Đó. Thực ra thì cái này là người ta bình thường thì các em nhỏ thì hay dán ở trên mấy cái sách vở. Mà bây giờ thì anh em mình thì mất dạy rồi, vô học nên là không có sách vở mà dán. Nên là hôm nay ấy, đây anh sẽ tận dụng cái này bằng cách là nếu mà anh em mình mà thằng nào mà cười, xem mình này chắc chắn là cười rồi. Những ảnh nào mà các bạn không cười mà bọn mình cười á, bọn mình sẽ tự xé mấy cái sticker này đấy, bọn mình dán lên trên mặt bọn mình để cho bọn mình khiến cho các bạn cười vì mặt bọn mình. Không hiểu sao anh được bonus thêm một cái sticker nữa, thế này 5 cái. Khuyến nông rồi, xong sai chính tả nha. Sai chính tả chứ chị. Tập huấn kỹ thuật nuôi ông. Nuôi ông nào? Ủa rồi. Cái này bình thường với anh không này, cái gì? Anh đọc kỳ, đọc kỳ mà. Em lỡ cười à. Này này đó. Cái ngày giữa luôn à. Ờ đó. Bèo mây cao. À, cái này là đúng kiểu style, là mấy cái câu mà mấy câu mà thực gì rối loạn ngôn ngữ đúng không? À, không ăn ngủ không yên. Gần mực thì đen, gần đèn thì chói. Đúng nghĩa. Đói cho sạch. Nách cho thơm ơi, được nha, được nha. Đúng nha, cái này thì phải tắm rửa sạch sẽ nè. Quả nhiều cái trồng nhé. Hay nè. Cái này hay nè. Nước ngọt đã mòn hơn đây, đẹp chân cứng đậm. Kề dao sắt cánh. Nghe hợp lý nha. Kề dao sắt cánh để cắt tiết ngàn hả? Hay à. Ok. Con này hề. Ok, thôi được rồi, coi như cái file không tính nha, file không tính. Không tính. Bra. Cái kênh của anh. Bra. Mời đến. ông thầy với mặt tỉnh vãi. Ông thầy này Ramsey chắc luôn. Sao nó có thể mà dán được mấy cái là được mấy cái áo mà kiểu như này được đâu má, bây giờ in đầy ra. Ôi nhiêu ơi. Oh no. Ôi trời ơi. Gia đình ập bầm bàn. Cái kỳ này nó không buồn cười đâu, nhưng mà em nói cái gà từng bấm ba thấy cũng buồn cười á. Gà đình đã bấm ba. Ở ngoài Bắc của anh á, là anh không bao giờ anh thấy là có cái xe kiểu này mà chở học sinh đâu. Ở trong miền Nam anh thấy rất nhiều cái xe này để chở học sinh nha. Là sao vậy? Tại vì ngày xưa là kiểu xe mà em không biết này phải gọi là xe đò không nữa. Nói chung là xe nhiều người ngồi như vậy và cái phía đằng sau này nè, họ có gì trắng rồi để ngồi vậy thôi. Giá rẻ hơn rất là nhiều so với những cái xe mà giờ hiện đại bây giờ. Mà chuyên chỉ để chở học sinh thôi hả? Học sinh cũng có và người già cũng có. Nói chung là ai từ huyện lên tỉnh hay từ tỉnh hay là đi qua đi lại thì quá cái này mới á. Chưa bao giờ biết luôn á. Chưa hả? tự nhiên thôi bác em cười. Ê là cái câu nó vô tri vậy, nhờ đây không nằm trên giường thì nằm ở đâu, nằm trên giọng quá cả vân chuyện cười chuyện ấy. Kinh dị ấy. Đấy là cái câu nó xàm á, đây trời sáng mới đi ngủ. đúng rồi nên anh nói là anh em mình không có sách vở đúng không để mà dán sticker, nên là bây giờ là anh em phải dán lên mặt. Cái mặt của anh em mình nó giống như quyển sách, người ta gọi là gì, Facebook. Ui. Não to. Não to á. Xàm vậy anh. cái câu này anh em mình hiểu nhưng mà có thể người xem chưa hiểu. Bắt đầu cái video. Ok. Cho cô biết em có thích đi học không? Không. Tại sao không thích đi học? Tài liệu. Không, tại vì em mỏi quá rồi nè. Không, nhưng mà đúng rồi. Gặp cô giáo thì em chào cô làm sao? Em chào cô giáo. Em chào cô A. Chào cô nào? Không ạ. Ôi trời ơi. Thôi. Đây trả lời không tốt. Nhảy lên. Nào, bạn Phúc chào cô nào. Nhìn thẳng cô, chào cô ở no nào. Em ra dấu hiệu SOS đi em ơi.
Đùa, em không dám có đùa. Chát, chát, chát. Ok, ok, liều, 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 liều đấy. Ai cười à? Các em bình tĩnh, tự tin, không cay cú, âm thầm lặng lẽ trả thù sau. Ok, có chất, có chất, có chất. Quân tử trả thù đúng không? Ủa, có luôn hả? Có luôn hả? Cái gì? Sao lại điền được pháp sư vậy? Cái điều mình về. Mấy cái thằng ở trong bài nhá, bọn nó rất là biết cách liên kết những cái câu chuyện ở đây với cái game Liên Quân nhá. Bữa trước là Toro, bữa này là mấy cái rat. Lôi về mà đập. Chắc chắn là cô giáo biết rồi đó, mất tích là gì mà kiểm tra miệng mà phải như này. Mà nếu mà em và các bạn không biết á thì ở thành phố Hồ Chí Minh sắp tới là sẽ đưa cái quyết định là không cho giáo viên kiểm tra miệng đầu giờ. Thật sự tôi mình không hiểu tại sao là đến bây giờ mới có ra quyết định như vậy luôn. Áp lực quá. Nó nói thôi chứ hồi xưa mình kể cả có áp dụng thì mình có đâu được hưởng đâu, mình Hà Nội mà. Nạp tiền vào đó hết vào. Thì năm mình nuôi. Đừng cái gì đấy bé. Tiếng nó to lắm, với lại cái giọng nói nó cũng không có được êm dịu. Đúng rồi đó, con nói êm dịu đúng rồi đó. Ủa cái này là nhép thiệt hay là nhép phách vậy? Là bọn nó ghép tiếng mà thôi. Ai làm sao mà có chuyện mà giọng của Sena nó lên được lo phát thanh được. VTV đúng không? VTV thì không lên thì có lên đấy, nhưng mà mỗi tội là lên vì lý do khác thôi. Lên án á. Lên án á. Ủa hết chưa? Hết rồi. Được không? Được chứ, ngon mà. Còn cao quá đà đấy. Không, không, cái này ngon thiệt. Trời, đồ uống chùa mà. Wow. Ê, quen quá đà gì. Nhưng mà tao cho em đổi vị đi. Thế nào, bây giờ thạch bây giờ nó cũng xịn không? Nó cái gì đây mà vitamin B3 thì chung là nhiều loại vitamin B này, B1, B5, B6 này. Ồ, cái này uống tốt cho não lắm á. Đó, nói chung là thì nó ghi thế thì mình tin, chắc là cũng tin tưởng là nó sẽ ghi thế thật. Cái đồ kiểu cho trẻ em như này nó phải có chất bổ chứ không thì lại bán như kiểu mấy tháng liền. Cổng trường hồi xưa về toàn cái đồ lên tay tinh. Đồ bánh ngon quá. Trời ơi, Free Fire à, rồi ôi. Em à. Anh lại say à? Tôi không có thời gian ngồi đây nghe anh nói đâu. Đi ngủ đi. Anh chưa say đâu. Anh vẫn còn tỉnh để nói chuyện mà. Vậy nói đi. À, tôi có một thông báo. Trong... 3 tuần nữa là đến đám cưới tôi với là anh Khoa. Anh nhớ đến dự nha. Vậy à? Chắc chắn anh sẽ tới rồi. Mà còn nhanh quá ha. Mới đây mà đã sắp cưới rồi. Tôi biết anh sẽ nói câu chúng ta có thể quay lại đúng không? Nhưng câu trả lời sẽ là muộn rồi. Vì anh đã nói rất nhiều. Thôi lo ngủ sớm đi. Chào anh. Cố gắng để xem. Mình cũng đúng mà. Tại mình quá vô tâm. Xong không bằng hạnh phúc lại chưa đến đi thôi. Tại đây là tại. Sao mày dẫn tâm như vậy chứ? Lên cả người thua mày thằng lắm. Còn không giữ được cái. Tài nào. Bạn Tài nào đang xem nhá. Bạn đừng bỏ người yêu bạn nhá. Đừng bỏ người yêu bạn. Mà bạn bỏ cái thứ bạn cần bỏ là bạn bỏ cái điệu cười đi nhá. Bạn mà còn cười thế như thế nữa thì bọn mình sẽ đến nhà bạn là dán sticker lên mặt bạn. Đứa trẻ có phải thích mê kiểu mà tỏ vẻ cun ngầu này á. Anh trông chứ bây giờ mình già mình xem thấy nó cứ kiểu thấy nó cứ khúng núm cring vãi. Cái này là đóng vai quần. Cái này đóng quần. Đóng quần. Đây là vai gì đấy? Vai gì đấy? Hồi xưa mà anh đọc cái cây á, nó mới cây cột điện á, chỉ là đứng thẳng không là mẹ tipo giờ ai bên này thôi không? Chứ không có biết thích không có, đến bây giờ là phải mặc cả cái bộ này á, không có. Quá. Wow. Không mặc cái này người ta mới biết cây cột điện lỡ cái đó là cái người, cây người đường cái cây đường sao? Sao mà ước được đỉnh vậy? Đỉnh vậy? Sao có thể buộc được túi ni lông vào cái xe ô tô vậy? Quá đỉnh vãi, đúng rồi. Cái này là chỉ có phong cách Việt Nam mới làm trò này thôi nha. Ê, sao lại có thằng người nhện đấy này? Này là mấy cái thằng mà nó quay video prank YouTube. À. Hoặc là lấy tiền nhiều, mình hình quay hay quay kiểu người nhện với cả Elsa. Xa. Bây giờ vẫn còn đó. Vẫn còn rồi. Ôi, em mà xem cái video mà anh xem những video YouTube short nhiều nhất là có mấy của đội Việt Nam mình luôn. Ôi đôi khi như cái này một hình ảnh này không cần một cái chữ gì luôn đó cũng tủi buồn cười. Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửa để cho mưa lân la hỏi thăm lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm cái gì đấy cái gì đấy. À đây. Mở cửa ra là nguyên cái hồ cá luôn á. Tấm lửa no fire. Ok cái này thì là này không ổn đúng. Ok.
não to 3000 IQ. Nhưng được phép như vậy nó sẽ mỏi lắm, với một tư thế mà ngồi lâu như vậy, nằm lâu như vậy. Nó đổi như thế thì nó để lại. Chứ cái này là để cho mà mình không cần phải cầm tay ở đó. Này cũng não to đấy. Một cái miếp là anh em rồi gì đây. Này này là bài của thầy Huấn đúng không? Không có hình, không có lót được video em ơi. Đây là công thức để mà làm một cái video hề ở trên mạng. Đó chính là gì ta? Đầu tiên là chèn video gốc, sau đó là chèn thêm một ông streamer hay ông nổi tiếng ở đấy cười hay là đang thể hiện một câu đó đó. Sau đó là kết cái cuối kiểu cuối. Kiểu giống cái mà gọi là gì ta, cái ví dụ mà điển hình nhất là mời đi. Rồi sau đó review là vỗ tay. Công ty bất động sản Thành Cát Tư Hãn nhìn tên là viết nhiều đất. Ghê cũng ghê. Sống đáng giá bao nhiêu? 80 ngàn. Ok, giờ em chuyển anh trăm luôn á. Anh cho em cho anh 160 đi để mình được hai cuộc đời luôn. Đúng rồi. Hai mạng mang về. Rượu vang Pháp lúc đầu hơi khó uống nhưng toát lên khí chất quý tộc. Quý tộc đúng rồi. Đúng rồi. Nhìn trai xá xỉ đằng sau. Anh không nhìn ra luôn. mình đang định nhổ lồng sản phẩm vào. Thạch Nuvi uống lúc nào uống thì dễ uống nhưng mà cũng rất quý tộc. Đang định lồng vào thằng em nó chơi quả đấy vào thôi chịu rồi. 130 tay là lầu rồi đó. Cái tên rất là bình thường. Đúng. Rất là bình thường nhưng mà cái đó thường nhé. Blue. Là bây giờ nó màu đỏ hay nó màu xanh không biết. Nhưng mà cái bìa nó màu vàng. Không đúng nha, chữ màu xanh con bò màu đỏ. Nếu bài đăng này không duyệt, cô ấy sẽ yêu tôi. Cô ấy đã không như vậy. Không ngờ gặp phải thằng admin liều. Ok, được. Ok, không tính nhá, chưa phải cười đâu, cái chỉ là thôi. Hay duyệt bài này đây rồi. Tội thật chứ mê. Đường vào đập ông họ. Vào đập ông họ, ok. Cái nó không liên quan. Cái nó không liên quan. Ông đóng trước rồi. Từ trước tới giờ là nhiều người vô đập. Vô đây. Nó qua chuyện. Thôi sao mà. A few moments later. Vâng, thì đây là kết quả của hai thằng bọn mình. Rồi, hết hai sticker, còn ba cái này nữa thì chắc không biết là khi là mình sẽ để dành đến lần sau lôi bua qua gián tiếp. Chứ còn giờ thì thôi, mặt mình nhiều lắm rồi đấy. Mình bây giờ mình thấy hơi ngứa rồi, phải gỡ ra thôi. Nếu các bạn mà thích cái kiểu mà bọn mình làm video như này á, cùng hai em mình cùng ngồi xem mấy cái thứ xàm xí trên mạng á, thì các bạn bấm like nhiều cho video này nhá. Và đừng quên là Nuvi đang có chương trình là khuyến mại các bạn nhá. Săn ngay sticker cực xịn khi mà mua một thùng sữa Nuvi, túi hay là chai đều được. Chương trình bắt đầu từ bây giờ đến ngày 15 tháng 10. Đấy, các bạn tranh thủ đi mua nhá. Còn giờ thôi, chắc là anh cho em mấy bịch này về em đi, chứ mình anh không uống hết được em. Nhiều quá không hết được. Đó, đấy nhá. Rồi, nếu các bạn muốn xem thêm những cái hình ảnh mà chỉ có ở Việt Nam khác thì các bạn có thể bấm vào mặt của Buron, mình sẽ để video ở đây. Đấy, các bạn bấm vào xem tiếp nhá. Bấm vào đây.